tại Hàn Quốc sau vài giờ mở bán. Theo Korea Herald, cả ba nhà mạng cung cấp Galaxy Fold tại Hàn Quốc đều thông báo đã bán hết toàn bộ sản phẩm sau ít giờ mở bán. Mặc dù không tiết lộ doanh số chính xác, nhưng giới chuyên môn ước tính rằng đã có khoảng 1.000 thiết bị được tới tay người dùng trong đợt hàng đầu tiên. Theo tiết lộ của nhà mạng SKT, sự kiện mở bán Galaxy Fold của họ đã kết thúc chỉ sau vòn vẹn 15 phút vào hôm thứ Năm do hết hàng. Trong đó, hầu hết khách mua là nam giới, ở độ tuổi từ 20 đến 30. Điều này trái ngược hoàn toàn so với dự đoán trước đó của giới chuyên môn, khi cho rằng đối tượng tiêu thụ chính của Galaxy Fold sẽ là các doanh nhân trung niên và có điều kiện khá giả. Lập luận này được ủng hộ do mức giá của một chiếc Galaxy Fold hiện là rất cao, lên tới 2.398 triệu won, tương đương 2.014 đô la Mỹ hay 47,7 triệu đồng. Samsung ban đầu lên kế hoạch sản xuất một triệu đơn vị thiết bị Galaxy Fold để đáp ứng nhu cầu cho thị trường. Tuy nhiên do một số lỗi của sản phẩm được phát hiện trong quá trình dùng thử, hãng đã lùi lịch ra mắt tới tháng 9. Theo giới thạo tin, các đợt hàng Galaxy Fold tiếp theo sẽ đến vào ngày 18 tháng 9 và 26 trên 9. Dự báo khối lượng ban đầu của Galaxy Fold dành cho thị trường Hàn Quốc sẽ nằm trong khoảng từ 20.000 đến 30.000 chiếc. Trong khi đó tại Mỹ, chiếc smartphone màn hình gập của Samsung sẽ được phân phối vào cuối tháng này.